Vâng, xin chào tất cả các bác ngoại miền Tổ quốc nha. Nên em về được những cặp loa gọi là siêu hậu và giá rất là tốt để các bác mình sở hữu trong đầu năm 2024. Em về được hai con súp khủng long bảo chúa nhà Yamaha Roland SW 1000L thùng vàng cực kỳ đẹp nha. Giá là 14.500.000 một con, về được hai con siêu hậu nha bác, có nghĩa là cực kỳ đẹp luôn nha. Bát 30 đến trước, đặc trưng dòng 1000L em luôn luôn khen bởi vì nó có một cái sức nặng và một thiết kế rất là nam tính. Trưng bày ở đâu cũng đẹp và đánh ở cường độ cỡ nào thì em nó cũng nằm im, nó không bị rung như những dòng súp khác. Kể cả con 1500 của Yamaha vẫn bị rung, nhưng mà con 1000 thì các bác nghe nó mới đánh mới phê. Con này đánh phòng 50 mét vuông đô lại vô tư và thiết kế đẹp, cũng như là các bác để ở những góc nào cũng được, và mình có thể để phía trên là những thiết bị và những cặp loa nhỏ nhỏ hoặc là những cái trang trí phía trên của nó đều ok nha, tại vì nó không có rung nặng lắm. Nặng trên 40 kg, gỗ thiệt dày, đặc trưng của dòng 1000L. Về được hai con hoa hậu nha bác, 14.500.000, và một cặp loa rất là nổi tiếng và siêu hiếm của Dixon, đó là Keritone Dixon 66 Series 2. Phía bên tay phải của các bác nha, sẽ có video chi tiết cầm này. Em giao các bác giá rất là tốt để các bạn sở hữu 39.500.000 bằng giá thợ luôn nha các bác. Không ba khâu trung gian các bác sẽ mua được cái giá rất là tốt. Cặp này siêu đẹp rồi, tí nữa các bác cùng xem. Và hai cặp loa 4312A Castro Monitor cũng rất là nổi tiếng ở bên em, và cũng là những dòng loa nghe nhạc loa Mỹ được ưa chuộng rất là nhiều. 4312A Castro Monitor về được hai cặp, giá là 21.000.000 một cặp, bao gồm phí ship hết rồi nha các bác. Chiến khoán đủ em đều bớt 1% giá trị sản phẩm nha. Có nghĩa là 20.000.000 thì sẽ bớt 1% là bớt 200.000, 30.000.000 trở lên là bớt 300.000, 40.000.000 là bớt 400.000 đấy, nếu chuyển khoản đủ. Còn cọc tiền thì vẫn giá đó, các bác cọc khoảng 10% là em ship hàng tặng nơi nha. Rồi sau đây em mời các bác cùng xem những cặp loa hiếm và lần đầu tiên em được về cặp loa Dixon này các bác. Ekenjin, nói chung riêng từ A tới Z nha. Cặp này hay lắm, tí nữa em giới thiệu thêm cho các bác ở video sale nha. Mới đẹp, kính công các bác ngắm cùng tiếng loa này. Đấy, là bình dương này, bình âm này, các bác thấy nhìn độ chi tiết này của loa này. Thùng gỗ lạng nha. Keritone 66 Series 2 là phiên bản nâng cấp và được rút gọn ở thiết kế và cũng như là độ sang xịn mịn hơn so với cặp 66 trơn. Nó gọn gàng hơn nhưng mà nó nặng cực kỳ nha bác, nó nặng như cục đá ấy. Các bác thấy nhìn những tiếng loa đây, loa mic nha. Tôi mic dom lụa, một cái dom khoảng rất là lớn, khoảng 6 cm, và các bác nhìn ốc ác này. Đấy. Các bác thấy chắc không? Từ ốc ác luôn nha. Các bác ngắm đủ đẹp từ những con ốc luôn ấy. Rồi, bát. Đấy, bát nó này. Nó là gần zin nha các bác. Gần zin. Và nó có một cái bát hỗ trợ phía sau. Bát đó nếu các bác phải để chơi cặp loa này, các bác để phải cách tường khoảng là 30 mét vuông. À quên, 30 cm chứ các bác. 30 cm thì các bác nghe tiếng bát rất là phê, bởi vì nó có tiếng bát cái loa cộng hưởng hỗ trợ bát phía sau. Cái loa đó các bác để đừng, nếu để xa quá thì nó sẽ tác dụng, nó sẽ không tốt, nhưng mà để khoảng 45 cm cách tường này các bác là các bác sẽ nghe được cái giải trầm nó rất là phê luôn nha. Dòng này dòng chuyên nhạc vàng, nhạc bolero nha các bác, trưng bày tuyệt đẹp, thẳng loa thẳng hàng, thiết kế gọn gàng. 39.500.000 nha. Ekenjin từ A tới Z nói chung đẹp. Khó tìm cặp một cặp thứ hai ở đầu năm 2024 mà cặp loa này hiếm lắm, không có nhiều rồi các bác. Dixon 66 thì nhiều nhưng mà 66 Series 2 thì hiếm. Đây, đây là con súp SW 1000L cực kỳ đẹp nha, bắt 30 đến trước, hơn 40 kg, hai người khiêng cho một người bê không nổi đó nha các bác. Và tiếp tục là cặp 4312A Castro Monitor, đây cực đẹp nha, thùng gỗ lạng thùng vàng, giá là 21.000.000 một cặp. Cặp đầu tiên là cặp phía trên, các bác nhìn tiếng loa này. Đấy. Tất cả loa em đều bao zin, là chưa qua tay người sử dụng được nào nha. Bắt 30 găng vải tầm dầu. Cặp phía dưới, tiếp theo cặp phía dưới đồ đẹp như nhau và đồng giá nha các bác. Đây là hai cặp 4312A em về đầu năm 2024 của các bác với giá là 21.000.000 bao ship tận nơi. Đấy, đây là những cặp loa về trong chiều ngày hôm nay. Tất cả hàng mà các bác chốt ngày hôm nay em đã gửi rồi. Em xin chào, hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo. Mọi chi tiết mua sắm sản phẩm các bác cứ alo trong vài số điện thoại này, hay có thể nhắn tin qua Zalo, nhắn tin qua SMS, nhắn tin ở đâu cũng được. Đấy, cọc tiền thì cứ nhắn tin cho em, gửi số tài khoản các bác có thể cọc tiền nếu yêu thích sản phẩm nào. Và tiếp tục que những sản phẩm để các bác xem chi tiết, các bác nhớ đăng ký kênh
để luôn được cập nhật những video mới nhất. Xin chào, hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo.